Hello cả nhà. Tất cả mọi người có nhìn thấy cái khu vườn quen thuộc này của Steven không ạ? Năm rồi thì trời hơi lạnh, năm nay thì cái trái măng cầu nó ra cũng không được quá nhiều bởi vì Steven cũng mới vừa mua cái nhà mới, nó có 1 acre thì dự định tương lai sẽ trồng măng cầu dai với tất cả mấy cây nào mình thích ở trong nhà để tương lai sau nào retire chỗ đó thì mình có cái trái cây để mình ăn. Thì bởi vì năm nay cái trái măng cầu nó không được nhiều mà anh có thể hái ở nhà ăn để lấy hột làm giống cho tương lai để làm ương cây làm giống. Thì Nhi ơi, chắc có thể một ít trái hái đi tặng bạn bè ăn chơi vui thôi chứ không có bán nha mọi người. Thì hôm nay ba Steven sẽ hái một ít măng cầu để cho các bạn xem và cái cách trồng măng cầu. Thì mấy năm trước thì Steven có làm cái video sơ cho mọi người xem măng cầu trồng cách nào á. Thì xem các bạn nào mà có trồng măng cầu thì muốn biết cách thì xem lại video cũ của nó nha, nghĩa là cách trồng măng cầu để chia sẻ thông tin để bón phân đồ thì các bạn xem lại cái video đó. Nếu các bạn nào mà không có nhớ cái video thì một tí nữa mình sẽ để cái video đó dưới cái phần mô tả thì vô xem cách trồng như thế nào. Ok, thì bây giờ để qua bên kia xem ba mình hái măng cầu xem cho vui. Được chưa, ở nhà trồng có mấy cây à, trái ăn mệt nghỉ. Đây là Florida nha mọi người. Nó chỉ cho xem sơ vậy thôi. Được chưa? Dở lá ra toàn là trái không kìa. Bên đây được có bên đây trồng được 4 cây. Mới hái cho nhỏ em bên New York ít. Yeah. Bên kia được mấy cây nữa mà năm nay không có bán buôn gì trơn, ai có duyên thì ăn chơi vui để lấy hột trồng cho năm tới. Trồng qua chỗ vườn mới á. Xin cáo lỗi Tam Võ Florida nha. Năm nay bố già không có dự định chia trái cây lại cho ai hết trơn. Tại mới mua miếng đất bên kia, bố già muốn giữ lại lấy hột làm giống. Chín tí nứt trái luôn hả? Đây mà ăn được luôn. Ghê. Bàn tay nè. Trái này chín mềm luôn rồi, ăn được rồi. Ăn được rồi. Chín quá tay nứt luôn rồi, chín cây luôn. Rồi. Để ngoài tay chắc nó có cái cành gì đó nè. Cây này thì ông cây này cũng bụng. Ủa nó trắng hết trơn rồi, nó đi giỏi vậy. Chùm trên mấy trái này là trắng rồi. Ba trái bự chứ được hả? Không. 4 trái luôn. Hai trái này vỏ không trắng à. Còn trái trên thì bự quá. Ồ, hai trái trên này này. Dốc luôn nè, ghê không? Nằm trên này dốc rồi, cái này lạng quạng nhìn không thấy là nè, để ngày ngày trước ngày sau là nó hư á. Chín rượu.
hỏi loài đa cái đất toàn là sỏi không mà trồng sao mà lên lên cho trái được. Đâu có trồng dưới đất, trồng giữa dưới đất, nửa trên nửa dưới. Cây này nó chín trước rồi không? Cái cây chi? Cái ồ trái dưới có bự rồi. Cái này đi, cái này để gần đi rồi đó. Đây nè. Đó. Nó tót luôn. Này đây nè. Ôi ôi trùm lắm đó. Nguyên trùm trên này chắc 2 3 trái luôn nè. Bự trên bàn. Trùm rớt rồi. Trái này nữa đi cha. Trái này nè. Cái gì cái vỏ nó trắng hết trơn rồi. Để cái đó. Nhìn ngon ha. Ngon. Trái này hàng nhất á. Con nhỏ kia nó mua á cha. Nó đặt cái hàng nhất, cái tụi kia nó gửi cái trái chừng muốn nhỏ hơn trái này nữa. Bàn đông mà bằng trái này với nhỏ hơn. Mà nó bán cũng mấy chục đồng phao á. Nó gửi như ship luôn rồi cũng gần 30 đồng phao á. Rồi nó lấy tiền ship thôi mà. Cái nó bỏ lên Facebook á, nó dặn hàng nhất lấy cho loại lớn nhất mà nó gửi cái trái nhỏ nhỏ không, nó ngồi nó chửi âm sùm hết trơn. Nó nói nó chịu trả tiền để mua hàng nhất mà không đưa hàng nhất cho nó. Nó tức. Nó thà nó bỏ tiền cho hàng nhất để nó ăn cái trái lớn không? Mày gửi trái nhỏ nhỏ không, nó không chịu, nó hạng nhất kỹ gì kỳ vậy. Ừ. Mà đâu phải mua rẻ đâu. Tiền ship luôn gần 30 đồng phao mà không gửi hạng nhất người ta. Đây nè, cái này mới là hạng nhất nè. Bạn thấy bàn tay của mình không? Đó, vậy mới là hạng nhất nè. Để lấy đồ đựng. Còn mấy trái mà có em gì mà trên bỏ trên Facebook để lên hạng nhất, cái đâu phải hạng nhất, cái này là mới hạng nhất nè, nó chưa? Cầm nguyên cái bàn tay cầm quàm thì là hạng nhất đó. Đó. Như thế này cũng là hạng nhất đó. Này nè. Cái này hạng nhất nè, nó cái này mới là hạng nhất nè. Đó. Hạng nhất nè, hạng nhất nè, hạng nhất nè, nhất nè. Cái này là hạng nhất nè, nó. Chưa? Còn mấy cái kia đâu hạng nhất, cái này là giờ cũng lọt qua giữa hạng nhất và hạng nhì rồi, nó nhỏ hơn tí. Nha. Cái này có thể nói là hạng nhất luôn nè. Đó. Còn các em mà để trên Facebook thì chắc cái trái chừng ba lớn nha. Hạng nhất. Hạng nhất ông nội tôi ở trên gian người ta. Ăn người ta đâu phải rẻ đâu, 30 đồng phao mà nói là hạng nhất, không biết hạng nhất kiểu nào nữa. Mấy ông nội bán làm ơn bán cái nó có tâm tí nha. Nè. Lấy cái rổ mình bỏ vô cho mọi người xem. Ồ lấy cái cứng này trước đây để vô. Cái kia mà. Đó. Thấy ngon không? Cái này cho các bạn thông ra xem thôi để sáng mắt thôi chứ nghe cho vui thôi nghe chứ không có bán nha. Năm nay tại vì ở nhà ăn lấy hột đặng làm giống. Cái này nhất không được. Nè, ô, trái này mà hạng nhất nè. Mấy anh trái nè. Thấy chưa? Loại này mới là hạng nhất nè. Lần này mới bán người ta 30 đồng phao với mẹ cái trái nhỏ xíu bán người ta 30 đồng phao đúng là không? Phao là phải mấy dây nè. Ăn cốp nè, 30 đồng phao là chiếc gì nè. Đó, mà trái này chín cây luôn rồi. Để ngoài tí ăn. Để vô cái nó dập nó làm sao. Ok, đi lấy cái đồ khác nữa mới được. Cái rổ này hơi nhỏ. Nội ghê bán đúng là lái ba lấy tiền của người ta xong rồi không chịu gửi cho người ta mà gửi người ta cái loại gì đâu không à. Ừ.
cái cha mà bán cái đó lần nữa sinh con có lô đích thế nha. Nói thiệt á, tôi không phải tôi chửi chứ mấy ông nữa làm vườn mà bán cái đó là mất mặt cái dân Florida mình hết trơn rồi. Mà các bạn nên cẩn thận nha, giờ tụi Ấn Độ nó biết Việt Nam mình thích ăn trái cây nè, nó mở ra mấy cái dạng mà Facebook scam á nha. Nó bán mấy trái cây toàn là giả không à các bạn, cứ hay mua trái cây ở Florida cẩn thận, nhớ liên lạc Steven để hỏi để mình biết chỗ nào nó chỗ nó mối nó chắc chắn mình mua có trái cây ngon mình ha. Tụi Ấn Độ chưa? Nó vô Facebook nó để hình lên, nó để trái cây nó chụp hình lum la cho cái mua ta cái nào rồi coi cái nhỏ kia nó mua. Mua xong cái đầu cái gửi lại lạng quạng như người ta, cái này gọi vô cái thằng kia nó trả lời tiếng Anh mà nó trả lời cái tiếng cái giọng như Ấn Độ vậy. Con nói mẹ nó ăn Ấn Độ làm gì có trái cây để bán cho Việt Nam mình. Ấn Độ nó có nhà băng nhà nước nó còn ăn cắp nữa mà. Cái social security kia mà nó còn làm giả nữa. Giả nó vớt luôn đó. Tiền luôn. Không tin mới được. Cái này chính là chính thấy ăn. Cái nào để không hết rồi. Ai da, nặng quá. Hả? Hôm nay ngày 7 hả? Ngày 7 bữa nay tới á. Đó. Ra hai cái rổ lớn nè. Ngon không? Cái này chưa. Cái này chín nè. Cho ăn thử không? Cái này nó chín mềm nó nứt của mình. Nha, chín cầu chín cay, cút tại chỗ luôn. Để cho ông nội review nè. Sản phẩm của mình từ trồng. Ăn ngon, bá đạo luôn. Ok, mời bà con nha. Ngọt quá. Lên mà. Quá ngọt quá. Dài ngọt. Chính đáng. Đây mà là hạng nhất nha mọi người. Cái nhà mua cái loại này mà hạng nhất nha, cầm nguyên cái bàn tay vậy nè mới là hạng nhất nha. Có cái em nào nó mua ở gì 30 đồng thao mà nó cháy nhỏ xíu rồi nó rồi nổi lên. Bị giống bị scam mày, bị tụi Ấn Độ nó scam rồi. Ít nhất là miễn ăn Việt Nam bán trái cây mà đương nhiên nói tiếng Anh không, nó không trả lời tiếng Việt, nghĩa là scam là biết rồi, các bạn cẩn thận nha. Muốn ăn trái cây ngon thì vô tham gia Facebook cộng đồng tham và ăn gì và cộng đồng người Việt Florida. Thì hỏi cho về tụi này chỉ cho mấy cái mối thì đi mua trái cây ăn cho em mua vậy. Thấy ngon ngon thèm thèm bắt đầu cái mua trên Facebook toàn là thứ ba chân giả rồi hôm nay hả hôm nay lấy không đó nó đã đi ra chắc trên cây này tí ăn luôn. Hello cô chú, anh mời cô chú anh chị và các bạn nghe, đây là mảng cầu già mảng cầu ne mới vừa chín cây mới vừa hái vô nè, để mình ăn thử coi sao. Thầy cha nói ăn ngon ngon quá, quất vô một miếng cho nó sướng cuộc đời. Thấy chưa? Măng cầu nè. Các bạn ơi, năm nay măng cầu không có bán nha, thông cảm nha. Có nhiều người hỏi mình mua mà không có bán ngày năm nay, để nhà với tặng cho người thân ít ăn để lấy thảo thôi, rồi lấy cái hột đang làm giống. Ai mà về Florida tương lai muốn trồng măng cầu thì liên lạc với mình nha. Ba mình làm nursery phía sau căn nhà mới mua á. Ai mua cây thì bán cho. Măng cầu lại ngọt quá đạo luôn. Năm rồi có cái anh nào trên Facebook á chưa? Bán hột mấy con bạc á. Giờ có miếng đất vườn rồi ăn phải lấy giữ hột lại nè. Năm tới ương đầu trồng lấy giống. Wow, ngon quá.
cái nhà ngon quá. Cái măng cầu này nó cái thịt nó dày mà cái hột nó nhỏ. Nhỏ mà. Nó ít hột. Miếng mì gầm còn mấy ai cho ăn trái ăn vô á. Nó hột lừ hết trơn. Ừ. Có những cái loại nó cái muối của nó mỏng cơm lắm. Thịt. À. Mình ra mình ăn vô cái là hột. Đúng hột ngồi phun rèo 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 đó. Mà này nó thịt như thịt nó nhiều, cái loại này thịt nhiều nè, hột ít nữa chưa. Mình đi mua nó ăn nó ngon, mà cái này mà hái trong từ trên cây mới xuống nó chín cây á, trời nó còn ngon thấm thía luôn đó mọi người. Trồng sau hè có mấy cái măng cầu từ SOE nó. Mấy năm nay nó cho chồng, bây giờ cái đầu năm nay lại nó kiếm chuyện lum la cho nó đổi cái tụi management khác. Nó vô của nó chỉ cây này không được trồng, cây kia không trồng. Bây giờ tức quá, đầu mua miếng nhà bên kia nó có miếng đất mới á. Đất rộng xoay hè trồng và làm lấy này làm giống. Wow. Măng cầu này ngon, nó ngọt quá, mà ngọt quá con. Ăn nhiều cũng đâu tốt đâu. Ăn nhiều quá lên đường phải không? Ăn thì ngon lắm. Ăn nhiều là tuổi cao ăn lên đường cũng hơi mệt á. Ok, bữa nay chỉ quay sơ cho mọi người xem măng cầu ở nhà mình thôi nha. Chứ gì hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Okay, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã nhớ subscribe để bấm like và ủng hộ kênh của Steven để tương lai nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại. Bye bye.